Cũng có người dân đang sinh sống nữa thì mình có bị la gì không, hay là họ có cản trở gì mình không? Tại vì nó rất là mịn, cho nên là nếu mà các bạn thử thì phải thử kèm với lại dừa. Rất là hấp dẫn nha các bạn ơi. Xin chào các bạn, mình là Khánh Tường. Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Đi Đu Đi Đâu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đu đến một vài địa điểm nữa ở Sài Gòn để chụp hình sống ảo và tìm những món ẩm thực hấp dẫn tại Sài Gòn nha. Xin mời các bạn cùng theo chân Khánh Tường. Đi thôi. Bên cạnh Khánh Tường là rất là nhiều những vật dụng trang trí Tết, có bao lì xì, xanh đỏ tím vàng rất là bắt mắt. Nhưng mà đây chưa phải là điều quan trọng nhất mà Khánh Tường muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đâu, mà đó chính là Hào Sĩ Phường. Đây là một trong những địa điểm chụp hình rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây, nằm tại hẻm 206B Trần Hưng Đạo, quận 5. Mời các bạn. Xin chào các bạn, hiện tại thì Khánh Tường đang có mặt ở trong khu Hào Sĩ Phường, nằm ở hẻm 206B Trần Hưng Đạo, quận 5. Và theo như Khánh Tường biết một thông tin, đó chính là đa số những căn nhà ở trong khu này á, thì mỗi một căn nhà như vậy có rất là nhiều hộ khẩu, cho nên là họ vì một lý do nào đó mà họ sẽ không trùng tu lại căn nhà của mình. Mặc dù thì cũng có một vài căn hộ đã sửa chữa lại nó hiện đại hơn rồi, nhưng mà cũng chính vì lý do đó mà chúng ta mới có được một cái khu Sài Gòn thu nhỏ rất là hoài cổ, rất là cổ kính như thế này, để chúng ta có thể vào đây và có những góc chụp hình rất là đẹp. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng với Khánh Tường, chúng ta sẽ khám phá khu này để có một album hình sống ảo cực chất các bạn nha. Khánh Tường thấy là không cần đi đâu xa hết, ngay tại vị trí của Khánh Tường đứng, chỉ cần một địa điểm nào đó tại hành lang này thôi, chúng ta đã có thể có được một tấm ảnh rồi, tùy cái góc mà các bạn bắt nha. Đây. Ngay giữa khu này thì có một cái khu vực mà để giống như là một cái con đường hành lang để nối giữa hai dãy nhà. Thì chỗ này Khánh Tường nghĩ mình có thể đứng đây để chụp và lấy cái góc máy cao một tí xíu để mình nhìn thấy được cái chiều sâu ở bên dưới và cả dãy nhà phía tầng trệt và lầu 1 luôn. Đây, này ha. Đây là một ngôi nhà Khánh Tường thấy có vẻ là cổ kính nhất trong khu này luôn. Được sơn màu vàng và cửa bằng gỗ, tất cả vẫn nguyên như vậy. Khánh Tường nghĩ chỗ này mình cũng có thể chụp được ảnh. Thì hôm nay không chỉ có Khánh Tường và ekip của Đi Đu Đi Đâu mà cũng có những bạn trẻ khác cũng tới đây để chụp ảnh. Chắc là mình sẽ giao lưu với các bạn ấy một tí xíu nha các bạn. Chào hai bạn ạ. Xin lỗi hai bạn, mình có thể phỏng vấn hai bạn một tí xíu được không? Mình làm chương trình Đi Đu Đi Đâu, chương trình chuyên về du lịch và ẩm thực. Hôm nay mình cũng tới đây để mình chụp ảnh. Hai bạn biết đến cái Hào Sĩ Phường này qua kênh nào? Tụi mình thấy nó quảng cáo trên Facebook cái kiểu nó nhiều. Rồi đây là lần thứ mấy bạn tới đây? Em mới đến lần đầu ạ. Tới lần đầu tiên gặp. Bạn là người Sài Gòn luôn hay là? Là người Sài Gòn, nhưng mà cũng đây là lần đầu tiên nhưng mình tới đây luôn. Thì tới đây bạn thấy như thế nào? Có giống như tưởng tượng của mình không?
Có, nhìn nó rất là cổ kính và mọi thứ nó như là cũ như là thời ngày xưa vậy. Theo bạn thì cái góc chụp nào là bạn cảm thấy ưng ý nhất mà có thể giới thiệu với Khánh Tường không? Khánh Tường cũng đang trên đường đi tìm cái góc nào đẹp nhất để mình chụp hình. Theo mình thấy thì nãy giờ mình khá thích cái góc chỗ này tại vì nó có nhiều cây xanh đó cho cái màu sắc nó cũng khá ổn. Ok, sở chỗ này có cây xanh. Chụp hình này nọ. Hồi nãy giờ thì bạn chụp ở trong này và khu này mình thấy là cũng có người dân đang sinh sống nữa thì bạn thấy là nói chung là mình có bị la gì không hay là họ có cản trở gì mình không? Không, mình thấy mọi người ở đây thì không có ai chạy ảnh hưởng gì tới mình hết, chỉ cần là mình chụp lịch sự và đừng có gây ra tiếng ồn hay là... Đừng có ồn ào quá được đúng không? Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Bạn tên gì? Linh ạ. Bạn Linh, còn bạn Linh Khang. Bạn Linh với bạn Khang. Rồi, chúc hai bạn sẽ có một buổi chụp hình có thật là nhiều hình đẹp nha. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều. Theo như bạn Linh và bạn Khang chia sẻ bí quyết sau một buổi chụp hình ở đây thì bạn nói là cái góc này là cái góc chụp hình ổn nhất bởi vì vừa có không gian của chung cư nè, rồi vừa có cây xanh nữa, nhìn rất là mát mẻ. Cho nên là bây giờ Khánh Tường cũng sẽ bắt chước theo bạn Linh và bạn Khang có một tấm ảnh tại đây nha. Rồi, hình như là cuối đường rồi các bạn ơi. Khánh Tường thấy có một điều đặc biệt ở trong khu này á, là bên cạnh cái nét cổ kính sẵn có trong các ngôi nhà rồi thì phía trước một số ngôi nhà còn trồng những cái dàn cây xanh, dây leo rất là đẹp nữa. Và đó cũng chính là một trong những địa điểm mà chúng ta có thể check in được. Có một điều thú vị nữa, Khánh Tường thấy là những vật dụng ở trong khu này, ví dụ như chiếc xe đạp này cũng để ở trước cửa nhà luôn và chỉ cần một cái khóa nhỏ nhỏ như vậy thôi, mình không phải sợ vấn đề mất cắp nha mọi người. Một dàn bông giấy rất là dễ thương, rất là thơ mộng luôn. Một tấm ảnh tại đây nha. Kế bên nhà bông giấy là hoa sứ nhà nàng. Thêm một tấm ảnh tại đây nữa nha các bạn. Đây là dàn hoa sứ được trồng ở trong chậu thôi nhưng mà nó cũng phát triển rất là tươi tốt. Leo lên trên cao luôn. Khi mà đứng ở ban công này thì không chỉ là các bạn chỉ chụp được những tấm ảnh phần ở lầu 1 không thôi, mà nếu mà cái ống kính của mình có góc rộng một tí, mình có thể bắt luôn được ở khu sinh hoạt ở bên dưới nha các bạn. Hoặc nếu như được, các bạn có thể đứng ở bên dưới và mình chụp góc máy từ ở trên này xuống cũng được luôn. Chắc là Khánh Tường sẽ thử góc máy đó. Bây giờ Khánh Tường sẽ di chuyển xuống cầu thang để xuống bên dưới các bạn ha. Và ở bên dưới này thì cũng có rất là nhiều cảnh đẹp mà chúng ta có thể chụp ảnh được. Và không chỉ có cây xanh mà mình còn có những chú gà rất là dễ thương nữa nha các bạn. Rất là nhiều chú gà luôn. Này, bên dưới này giống như Khánh Tường có giới thiệu với các bạn là mình có thể đứng ở đây để chụp hình được và lấy góc ảnh từ ở trên xuống để mình thấy được cả một con phố luôn các bạn ha. Và theo như Khánh Tường được biết thì ở cuối hẻm có một quán trà sữa. Cho nên bây giờ Khánh Tường sẽ tới đó để khám phá thử quán trà sữa đó các bạn ha. Để xem có thật là có một quán ở đằng đó hay không. Bạn ơi, nãy giờ thì khi mà dạo một vòng quanh Hào Sĩ Phường thì chúng ta đã có những bức ảnh rất là đẹp rồi đúng không? Còn bây giờ thì phải tạm biệt hẻm 206B Trần Hưng Đạo thôi, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một địa điểm nữa mà đây là địa điểm ăn uống. Xin mời các bạn cùng với Khánh Tường đi khám phá ẩm thực nha. Đi thôi. Xin chào các bạn, hiện tại thì Khánh Tường và ekip Đi Ru Đi Đâu đang có mặt tại hẻm 136 Nguyễn Tri Phương, quận 5. Và khi mà nhắc đến các món ăn vặt ở quận 5 thì chúng ta không thể nào không nhắc đến món ca cao dừa rất là nổi tiếng tại hẻm 136 luôn. Bây giờ mời các bạn cùng Khánh Tường tiến vào bên trong con hẻm này để chúng ta cùng thưởng thức món đặc trưng này các bạn nha. Đây là quán ca cao dừa 136. Có vẻ là giờ cao điểm thì sẽ rất là đông khách, cho nên là chúng ta Khánh Tường thấy là có cả hai ngôi nhà luôn đối diện nhau. Cái này là chung quán mình hết luôn không con? Dạ rồi, cảm ơn. Khánh Tường vừa mới hỏi cô chủ quán thì tất cả các bàn ghế ở đây đều là cùng của chung quán mình luôn. Cho nên bây giờ Khánh Tường sẽ chọn một cái bàn nào đó ánh sáng trang hòa nhất để có thể vừa ngồi ăn mát mẻ, để có thể review được cho các bạn nha. Bây giờ Khánh Tường đã có một cái bàn rất là sẵn sàng rồi. Ở đây các bạn có menu bằng giấy ở dưới hoặc có thể là menu treo tường luôn nha các bạn, mình có thể dễ dàng lựa chọn được. Ở đây thì có rất là nhiều món,
có da u say nè, có trà sữa, hồng trà, sinh tố, soda lắc, nước ngọt các loại và các món ăn khác nữa. Và đặc biệt đó chính là cacao dừa. Đây, thì chắc là Khánh Tường sẽ chọn cái món đặc sản ở đây luôn. Đây, mục đích mình tới đây là để thưởng thức cacao dừa. Đấy, cho nên bây giờ mình sẽ chọn cacao dừa trước ha. Chắc là cho anh chủ quán. Dạ, anh ơi, cho em order. Cacao dừa này là nó có cái vị gì khác nhau nữa không anh, hay là? Vị cacao dừa bên em có hai vị, một vị là cacao và một vị là matcha. Một vị cacao và một vị là matcha. Đúng rồi. À, vậy thì chắc là cho em một ly cacao đi ạ. À. Rồi, cacao dừa nhé. Dạ. Ok. Cảm ơn anh. Cùng là cacao dừa nhưng mà ở đây có hai vị là cacao hoặc là matcha. Nhưng mà Khánh Tường quyết định là mình sẽ uống cái món là đúng với cái tên của nó luôn, là cacao dừa nha các bạn. Ở đây ghi là 17.000. Mà không biết là có size lớn, size nhỏ gì hay không. Một tí xíu nữa thì mình... À trên này 15, còn trong này 17, chắc là giá mới. Nhưng mà một xíu nữa để coi là cái size ly như thế nào, mình sẽ tính tiền, mình sẽ cho các bạn biết là giá chính xác là bao nhiêu nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Cái này là mình một ly bao nhiêu vậy anh? Cái này là đơn giá mới. Là mới cập nhật đúng không anh? Dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh. Xíu nữa em sẽ thanh toán sau nha. Dạ. Rồi. Trên tay Khánh Tường là một ly cacao dừa, trị giá 17k. Theo anh chủ quán cho biết thì giá 15k là cách đây vài năm rồi, bây giờ là theo lên giá mọi người, cacao cũng lên giá luôn. Nói vui thôi, tức là theo thời gian thì giá nó cũng lên tí xíu, nhưng mà chỉ có 2.000 thôi. Bây giờ Khánh Tường sẽ dùng thử. Bên dưới này là dừa, giống như là sinh tố dừa, và ở trên có một lớp cacao. Và lúc đầu thì Khánh Tường định là sẽ thử từng lớp trước để xem cái hương vị cacao như thế nào, nhưng mà anh chủ quán nói là nếu mà dùng cacao không thì nó dễ bị sặc, tại vì nó rất là mịn. Cho nên là nếu mà các bạn thử thì phải thử kèm với lại dừa, có cacao và có dừa chung nha. Rất là hấp dẫn nha các bạn ơi. Rồi, sau khi mà mình đã trộn đều cacao và sinh tố dừa ở bên dưới thì chúng ta đã có thể thưởng thức rồi. Khánh Tường sang thử nha. Cảm giác mà sau một buổi trưa đi lăn lộn mới khắp cái đường phố Sài Gòn, xong rồi uống một miếng cacao dừa vô, sảng khoái dài lâu luôn các bạn, sảng khoái tới tối luôn. Nó có cái vị béo của dừa và có một cái mùi thơm của cacao rất là đặc trưng. Cộng thêm với lại cái độ lạnh của đá nữa. Mọi thứ hòa quyện với nhau, không quá ngọt. Và cái lượng cacao cũng vừa phải thôi, cho nên nó không có bị đắng luôn nha các bạn. Rồi, nhiều hơn chúng ta có thể dùng ống hút. Rất là ngon. Khánh Tường thấy là với giá 17.000 một ly á thì nó rất là phù hợp túi tiền luôn. Và xung quanh đây thì Khánh Tường thấy có rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên tới đây. Gần như hình như là cũng có trường Trần Khai Nguyên, trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, cho nên là các bạn học sinh tới đây cũng rất là nhiều vào giờ tan học. Và giống như lúc nãy Khánh Tường có chia sẻ là chúng ta có hai loại là vị cacao hoặc là matcha. Cho nên nếu như mà chắc là sinh tố matcha dừa thì sẽ là ở dưới cũng là sinh tố dừa, và ở trên là một lớp matcha màu xanh. Thì các bạn có thể tới để thử hai loại luôn. Bên cạnh đó thì ở quán 136 còn có cái món ăn vặt như là phô mai, rồi tàu hũ, rồi cá viên chiên, để chúng ta có thể ăn kèm với lại việc là uống sinh tố matcha hoặc là cacao dừa, hoặc là các loại nước uống khác, hồng trà, trà sữa đều có hết luôn các bạn ha. Chúng ta có thể tạm gọi là một quán ăn vặt với đầy đủ các món ăn ưa thích của giới trẻ Sài Gòn. Cá nhân Khánh Tường cảm thấy rất là ngon, bởi vì khi mà uống những cái loại sinh tố hay là trà sữa mà béo béo như thế này á thì thường Khánh Tường sẽ rất là sợ nó bị quá ngọt và sẽ bị mập, tại vì mình đã rất là mập rồi. Cho nên là mình rất là sợ nó quá béo, nhưng mà với cái loại sinh tố cacao dừa này á rất là vừa uống, do là có lớp cacao ở trên, cái vị đắng của nó kết hợp với lại vị ngọt của sinh tố dừa nên rất là vừa uống. Và giống như Khánh Tường nói là 17.000, nó rất là rẻ luôn, với một cái giá cho một ly cacao dừa tại thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với mọi lứa tuổi. Các bạn học sinh sinh viên cũng đến đây rất là nhiều, cho nên là nếu mà có dịp thì các bạn hãy đến với quán 136 ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 các bạn nha. Và ở đây thì mình có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Rồi, sơ sơ như vậy thôi, bây giờ Khánh Tường sẽ tập trung chuyên môn để ăn cho hết, uống cho hết ly cacao dừa này nha. Quán mình mở bao lâu rồi cô? 5 năm hả cô? Ở đây là cái món này là đặc sản nhất ở đây đúng không cô? Đúng. Dạ rồi,
Hôm nay thì cảm ơn cô rất là nhiều vì đã bán cho con một cái ly rất là ngon như thế này. Con sẽ giới thiệu với bạn bè tới đây ăn. Chúc cho cô mua may mắn đắt nha. Rồi. Các bạn ơi, vừa rồi Khánh Tường đã được trò chuyện vài câu với lại cô chủ quán của quán Cacao Dừa 136 ở đường Nguyễn Tri Phương. Còn bây giờ thì lúc mà Khánh Tường tạm biệt quán 136 thì cũng là lúc mà Khánh Tường tạm biệt tất cả các bạn rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã được có một địa điểm check-in tại Sài Gòn, đó là Hào Sĩ Phường. Và chúng ta đã được khám phá món cacao dừa rất là hấp dẫn tại quán 136. Các bạn nếu như mà có địa điểm nào ăn uống hay là chụp hình check-in mà các bạn đã từng trải nghiệm rồi thì nhớ chia sẻ với Đi Đu Đi Đâu nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại.